Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở trên đường Nguyễn Trãi ha. gần ngay chợ Bầu Sen, khu vực của quận 5 mình ha. Ở đây là phường 3 quận 5 nha anh chị. Đó. Sau lưng mình đường Nguyễn Trãi đi về lại quỹ nhân cư, một bên là quận 1, một bên là quận 5. Bình vị trí nhân đang đứng là chạy sẽ tới đây nè. Đây là chợ bầu Sen nè anh chị. Thì hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản. À, ở phân khúc có giá hơn 2 tỷ xíu thôi. À, hơn 2 tỷ xíu ha, một căn nhà là một trệt và hai lầu nha anh chị. À, nằm tiếp giáp giữa 4 quận, quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10 ha. Vị trí cực kỳ đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn. thì uh, căn nhà của mình nằm trên trục đường uh, Hùng Dương nha. Ở đây thì mình uh, thuận tiện uh, đi lại ở nhiều uh, khu vực quận ha và các tiện ích thì rất là nhiều nha. Khu vực cực kỳ sôi nổi luôn. Về phần pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng nha anh chị. Đó, có hoàn công. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên nha. Đó, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha anh chị một trệt và hai lầu được uh, hai phòng ngủ nha anh chị hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nằm sau lưng dãy uh, mặt tiền uh, của đường Hồng Vương uh, thì uh, bên tay trái của mình uh, thì có chành xe Phương Trang ngã tư phía trước là đường uh, Trần Phú và đường uh, Lê Hồng Phong ở đây có rất nhiều nhà xe ha uh. anh chị mình có con em đi học ở trên Sài Gòn hoặc có người thân à, đi à, cần lên thăm đó, thì anh chị mình chỉ cần tới trành xe phương trang trên đường lê hồng phong là tới vị trí căn nhà của mình rồi à, chiều ngang của căn nhà mình nhân sinh nhắc lại là ngang là 2 m và chiều sâu vào là 6 m được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu nha anh chị có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nhà mới anh chị vào ở ngay hướng nhà của mình là hướng đông nam nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không có lộ giới hẻm giới nha nằm ngay góc đường giữa đường lê hồng phong và đường uh, hùng dương nha anh chị ở đây là góc đường lê hồng phong và đường hùng dương à, căn nhà mình ngay cái quán bún bò bên kia đường nha à, ngay quán bún bò bên kia đường ha và bây giờ nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha để bạn bè người thân của mình có thể mua được một căn nhà hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không có quy hoạch lộ giới hẻm giới gì nha trên đường uh, Bùng Dương và Lê Hồng Phong ha Hai góc ngã tư luôn gần uh, chợ Campuchia chợ sáng chợ, chợ uh, Hoa Hội kỹ phố ẩm thực Hội Kỷ nha anh chị rồi bây giờ nhân sẽ vào trong review cho anh chị mình xem đó. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh của nhân nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở ngã tư giữa đường Hùng Dương và đường Lê Hồng Phong nha. Đó. Thì Hồng uh, Dương, Lê Hồng Phong mình đi thẳng ở đây, ra đường uh, dòng xoay uh, ngã bảy Điện Nguyên phủ anh chị. Gần đây có chạm xe Phương Trang. Đó, anh chị mình ở dưới quê đi lên thăm con thì mình tới cái chạm xe Phương Trang đó là tới vị trí căn nhà của mình rồi nha hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở ngay góc đường uh, Hùng Dương và Lê Hồng Phong này luôn căn nhà nằm sau lưng cái dạ. căn nhà màu xanh màu tím tím này nè màu xanh xanh này nè đó hẻm uh, 122 đường uh, Lê Hồng Phong hết chị đó, ở đây ha ở đây thì mình đi thực uh, tiện giáp uh, với lại ba uh, quận luôn nha quận 5, quận 1 và quận 10 ở đằng kia là có cái dòng xe thành uh, bưởi đó ha gần uh, góc uh, trần phú và đường uh, lê hồng phong nha anh chị đó, vị trí cực kỳ đẹp luôn nằm ở giữa trung tâm của uh, quận 10 mình luôn nha anh chị đó thực tiện đi lại các quận ở trong trung tâm nha ở căn nhà này có địa chỉ là 122 trăm hai đường hùng dương phường 2 quận 10 ha đối diện bên kia có cái gần chợ Campuchia chợ Hoa Hội kỹ ha ở đây là mình đi lại rất thuận tiện luôn đó đi lại rất thuận tiện các quận luôn nha anh chị đó, ở đây đây là mặt đường của mình có vỉa hè rộng rãi này là đường đây là đường Hùng Dương bên đây là phường 4 quận 5 nha bên kia là phường 2 quận 10 đó đường Hùng Dương này chia cắt giữa hai quận anh chị đèn xanh đèn đỏ đằng kia là đường trần nhân tông ha đó có cây xăng ha ngay đường góc đường trần nhân tông và đường hùng dương và hẻm 122 là hẻm này nè anh chị ở hẻm lẩu gà lá é ha sau lưng căn nhà màu xanh đó là tới vị trí của căn nhà mình và ở đầu kia là góc lê hồng phong và đường hùng dương ha căn nhà này hiện tại chủ đang kêu có giá là 2, ,2 tỷ 2 ha được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu nha anh chị đó, nhà một trệt và hai lầu nằm ở trung tâm của quận 10 luôn nha ở gần góc Hồng Dương và Lê Hồng Phong nha sổ hồng riêng mua bán thì chị mình ký công chứng sang tên nha anh chị nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn không lo quy hoạch lộ giới thành giới ha bây giờ nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha có hẻm vào nhà của mình nè anh chị đây là hẻm vào nhà của mình ha hẻm 122 ha anh chị đó hẻm 122 rồi nhưng đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. ở căn nhà một trệt và hai lầu nha. Sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn. Đó, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha anh chị. Đây, cái hiềm nhà mình cao ráo ha, cao hơn khoảng 2 tấc nè. Mặt ngoài chủ ốp gạch cao ráo tới trên, ban công mình đưa ra tí xíu. Ở địa chỉ là 122 sẹt 6 đường Hùng Dương, phường 2, quận 10, phố Hồ Chí Minh. Sổ hồng hoàn công đầy đủ mua bán thì chị mình ký công chứng sang tên ha. Đó, một trệt và hai lầu nha anh chị, một trệt và hai lầu. Đó, chiều ngang là 2 m và chiều sâu vào là 6 m nha anh chị. Đó. Nhà thì bảo vệ với một lớp cửa đó là cửa nhôm sifa pha, loại dày nha. Đó, mặt kính cường lực nha anh chị, điện chính, nước chính, gạch thì còn mới sạch sẽ ha. Đó, nhà mới anh chị vào ngay xung quanh hai bên tường thì chủ ốp cao ráo lên tới trên luôn nè đó cao lên tới cái lớp là phong của mình luôn ở trên đóng là phong giật tầng xài đèn led ha đó, anh chị mình xem căn nhà này nếu thấy phù hợp đó, thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha kênh youtube bất động sản xài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân nha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình anh chị mình có có động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân qua số là 0922 39 39 39 nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình đến lúc khi giao dịch luôn nha quay nhà là hoàn toàn miễn phí ha hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 200 triệu đồng nha anh chị 2 tỷ 200 triệu đồng giá chốt bán cho mình ha xung quanh hai bên tường ốp cao ráo lên tới La Phong luôn lên tới Trần La Phong luôn và không gian bếp của mình nè anh chị bếp thì có tủ bếp trên tủ bếp dưới bằng nhôm nha anh chị đó, mặt trong thì cũng lót gạch sạch sẽ ha đó, bồn rửa nằm ở trung tâm phường 2 của quận 10 luôn nha ở phường 2 quận 10 gần chợ Campuchia gần chợ Hoa Hội Kỷ ở giáp quận 5 giáp quận 1 ha đó, Hùng Dương thì chia cắt giữa hai con đường một đường là một bên hai quận chia cắt giữa hai quận một bên là quận 5 một bên là quận 10 anh chị mình có một nhà vệ sinh ở dưới trệt nè các thiết bị nhà vệ sinh còn đầy đủ hết nha đồ mới hết nha anh chị và chủ ốp tường cao ráo lên tới trên nha ốp tường cao ráo lên tới trên luôn nha đồ rất còn mới luôn các thiết bị sử dụng đồ inox hết nè anh chị cửa nhà vệ sinh này, thì sử dụng cửa lùa ngang qua đỡ tốn diện tích nha gạch cũng còn mới nè cửa nhôm sifa ha anh chị một trệt và hai lầu luôn nha anh chị một trệt và hai lầu nằm ở phường 2 của quận 10 đường Hùng Dương 122 xẹt 6 đường Hùng Dương nha anh chị phường à, 2 quận 10 gần chợ Hoa Hồ Hị Kỷ gần chợ Campuchia giáp quận 5 giáp quận 1 ha anh chị đó gần quận 3 gần ngã 7 đường Điện Nguyên Phủ nè ngã 7 đường à, Thị Minh Khai thì nhân đi lên cầu thang cho anh chị mình xem ha. cầu thang thì mặt đi bằng đá qua cương nha và tay dịnh là tay dịnh gỗ nha anh chị với chiều ngang là 2 m và chiều sâu vào là 6 m nha đó ngay cái chỗ không gian của nhà vệ sinh chủ cũng làm cái kệ nè đó là cái kệ cho mình ha mình để đồ thôi vô trong những vật dụng nào chưa cần thiết thì mình để trong kệ đó và ở đây mình cũng có thể là để lên trên kệ này nữa nha anh chị còn đây thì cái không gian ở dưới trạp từ cầu thang mình nhìn xuống ha đó, từ cầu thang mình nhìn xuống nha anh chị đó, hẻm cũng uh, sạch sẽ hẻm xi măng sạch sẽ nha đó, xung quanh thì chủ ốp gạch cao ráo để chơi hết nguyên căn nhà luôn nha anh chị Đó, nhà sạch sẽ nha anh chị sổ hồng riêng mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên Đó, một trệt và hai lầu luôn nha một trệt và hai lầu anh chị Đó, nhà nằm ở hẻm là 160 122 Sẹt 6 đường Hùng Dương phường 2 của quận 10 nha anh chị Đó, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu một trệt và hai lầu ở không gian của tầng 1 thì chủ làm cái vách cửa này là cửa nhôm si nha loại này loại dày nha anh chị và có uh, xài nhôm uh, si với kính cường lực anh chị mình có thể về lắp rèm hoặc là dán uh, nhựa vào thêm ha đó. dán đề can mờ á ở trên đây đóng la phong nha ốp gạch ngang cao ráo sạch sẽ điện âm tường hết cho anh chị mình luôn rồi sổ hồng riêng vuông vắng nha anh chị đó, ở trung tâm luôn nha một căn nhà nằm ở trung tâm của quận 10 ha đó, ở đây là phường 2 nha anh chị đó, phường 2 quận 10 trên đường Hùng Dương gần chành xe Phương Trang gần trà xe Thành Bưởi ở gần người chợ Campuchia thợ qua Hồ Huy Kỷ còn ở đây thì mình có cái khoảng khoảng chiếc uh, không gian cái ban công nè đây ban công ha cửa là cửa lùa ha cửa nhôm sifa luôn nha anh chị đó, nhà mới anh chị vào ở ngay ở đây mình có thể trồng hoa nó trồng cây chỗ này cho nó có không gian xanh đó một bên của mặt nhà mình là đối diện nha đây mặt nhà mình thì sao lại hẻm sau nên anh chị mình có thể để xe cặp bức tường bên này được nha đó, cặp bức tường bên đây được hết anh chị sổ hồng riêng nha chị mua bán ký công chứng sang tên ha giá chỉ 2 tỷ 2 thôi một căn nhà nằm ở trung tâm của quận 10 xung quanh ốp gạch cao ráo lên chế trần luôn ốp gạch cao lên tới tầng 2 luôn nha anh chị đó ốp cao lên tới tầng 2 mình luôn nhà này sổ hồng hoàng công đầy đủ một trệt và hai lầu nha anh chị hướng nhà của mình là hướng đông nam ha khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị rồi cho đi lên trên cho anh chị mình xem cầu thang lên tầng 2 thì là cầu thang sắt nhưng chủ lót thêm mặt đá qua cương cho anh chị mình dễ đi nha rồi ở trên không gian tầng 2 này thì có một cái nhà vệ sinh ở trên nữa nha anh chị đó, có nhà vệ sinh ở trên này luôn nha. Vậy là mình được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha. Mình sẽ quay cái nhà vệ sinh phía sau trước. Ở vào nhà vệ sinh phía sau thì chủ làm cửa. Chủ làm cái cửa làm cái cửa lùa ha, cửa nhôm sifa lùa, có dán kính mờ cho anh chị mình luôn nè. Có dán kính mờ cho anh chị mình luôn ha. Đó ở đây thì uh, xung quanh thì chủ dán gạch cao ráo hết rồi dán gạch cao ráo lên tới trên được hết rồi hả anh chị Đó. nhà vệ sinh là các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ hết sử dụng đồ inox hết nha anh chị Đó. sử dụng đồ inox hết luôn tường ốp cao ráo lên tới trên ở trên trần nhà thì đóng lau thông nha xài đèn led hết luôn nha anh chị sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên ở đây có phòng ngủ phía trước và mình có cái ban công phía trước ở trên tầng này cũng rộng rãi điện thì điện âm tường tường thì ốp gạch cao ráo lên tên tới trần luôn từ tầng 1 tới tầng 2 luôn đó, ốp cao ráo sạch sẽ điện âm tường hết cửa phòng ngủ vẫn là cửa nhôm sifa ha ở đây điện âm tường hết nè anh chị nó xung quanh là lót gạch sạch sẽ chiều ngang của căn nhà mình là 2 m và chiều sâu vào là được 6 m nhà nằm ở hẻm hẻm 122 xẹt 6 đường Hùng Dương phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha giáp với lại quận 3 quận 5, quận 1 luôn nha. Nhà mình ở quận 10 nha anh chị. Cửa ra ngoài ban công nè, là cửa nhôm Sipa ở trên máy tôn đưa cao ra ngoài. Đó cho gió mưa gió đừng có nó tạt vào. Có đi đường ống nước xả xuống dưới nè, đó đi dòng xuống dưới xả xuống dưới ha. Ở ban công của nhà mình đây anh chị, ban công của nhà mình ha. Đó có thể giờ cái máy giặt ra đây. Nó để máy giặt qua đây ha. Đường nước xả có đủ hết nha anh chị. Đó, cao ráo sạch sẽ ha. anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 0822393939 39 39 nha anh chị kênh youtube bất động sản sài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm được mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất một căn nhà nằm ở hiểm 122/6 đường Hùng Dương, phường 2, quận 10 gần ngay góc ngã tư với đường Hùng Dương và đường Lê Hồng Phong. Đó. Với chiều ngang là 2m và chiều sâu vào á là được uh, 6m ha. Đó, một trệt và hai lầu pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị. Có quan công luôn nha. Đặc biệt căn nhà này có quan công đầy đủ công nhận đúng hiện trạng nha. Đó. Không lo quy hoạch lộ giới, hiểm giới nha anh chị anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39. Đó, được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh nha anh chị. Đó, không gian của tầng trệt tầng 2 của mình nè, không gian tầng 2 của mình ha. Anh chị mình hãy like video để ủng hộ kênh của nhân ha, để nhân có động lực đi làm nhiều video hơn để cho anh chị mình xem và có thể tìm được căn nhà ưng ý nhất qua kênh bất động sản của nhân ha nó xung quanh thì chủ ốp tường cao ráo hết luôn giá chỉ 2 tỷ 2 mình sở hữu một căn nhà nằm ở trung tâm của quận 10 nha anh chị đó một trệt và hai lầu pháp lý chuẩn không lo quy hoạch lộ giới hẻm giới gì hết chỉ sau lưng cái giải nhà mặt tiền đường Hùng Dương thôi nha đường Hùng Dương thì chia cắt giữa hai quận rồi một bên là quận 5 một bên là quận 10 nha anh chị đó hiện tại nhưng đang xuống tầng uh, trạp rồi ha anh chị xuống tới tầng trạp rồi anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại 0822 39 39 39 ha hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình nha anh chị Đó, hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha